Em đi trên cỏ non mọc ấm đồi bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá chân rụng rè qua nhịp cầu tre. Xin chào tất cả quý anh chị và quý bà con đã quay trở lại với kênh Hoa Kiện Hùng Thi Vlog. Thì shop hoa của chúng em có địa chỉ số 36 đường DT848, khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, với số hotline quen thuộc 0918 708 965. Và quý anh chị ơi, trước mặt quý anh chị đây đó chính là một dạng dạng gì chị? Cỏ lá rừng Thái nha. Đấy, cỏ lá rừng Thái của chúng em đang được mấy anh chị nông dân đang tất bật để mà đưa vào bao để mà ship đi đó quý anh chị ơi. Rất là vui và nghe tiếng cỏ là bịch gì thế này nè. Đấy, và bây giờ là chỉ dồn vô, cứ đông bao vô mình giao thôi. Và cái cỏ này trồng rất là đơn giản luôn quý anh chị, và bén rễ cũng khá là sâu nữa đó chị. Và nó cỡ như thế này nè, và nó lan ra rất là rộng luôn. Quý anh chị ơi, ngoài cung cấp cỏ lá rừng Thái này ra, em còn cung cấp các mặt hàng như là cỏ lá rừng ta, cỏ lá rừng Thái, cỏ xiến chi, cỏ đậu phộng và ắt ó. Bên cạnh đó còn có cỏ nhung nhật sa đéc nữa nha quý anh chị ơi. Thì alo ngay cho Hùng Thi để sở hữu những cái mét cỏ mà tuyệt vời này để về trang trí khuôn viên nhà mình nha, 0918 708 965. Đó, quý anh chị có thể thấy đây trên màn hình quý anh chị, đây là cỏ lá rừng Thái đây. Đó, cỏ này rất là dễ trồng luôn nha quý anh chị. Quý anh chị cứ cần mua về làm thẳng một phần giúp em, và xong rồi cái mình lấy cho mình giải ra, đó, chảy mỏng ra, rồi cái lá cỏ này mình đậm lên, đó, mình xé, có thể là mình xé một cụm như vậy mình xé ra, đó, xong rồi cái mình đậm lên cái mình chảy cho thêm miếng nữa, đó, rồi tưới nước trong vòng 3 ngày đầu thì quý anh chị có thể tưới 3 ngày đầu thì quý anh chị có thể tưới một ngày 3 cử, một cử là sáng, trưa, chiều, và ngày thứ tư thì quý anh chị có thể là cắt nước bớt nha. Đây, quý chị có thể thấy, này cỏ lá rừng Thái rất là đẹp luôn. Hiện tại nó đang phát triển rất là tốt luôn nha quý chị nha. Này, quý chị có thể thấy đây, trên tay em đây là cỏ lá rừng Thái nè. Đó, thì một bao như vậy thì quý chị có thể thấy, một bao như vậy là mình trồng từ 2m cho đến 3m vuông, tùy theo mình trồng dày hay thưa. Đó, quý chị cứ yên tâm. Này, đó một bao như vậy rất là to, rất là ú luôn nha. Đó, quý chị cần số lượng bao nhiêu thì cứ liên hệ vào số hotline 0918 708 965 để nhân viên bên em sẽ trực tiếp tư vấn cho mình. Quý chị ơi, nhanh tay nha anh chị, nó cỏ hiện tại đang rất là đẹp luôn. Đó. Này, em vô rồi, từ trưa giờ em bứng là cũng gần 500 bao rồi đó quý anh chị. Đó, quý anh chị có thể thấy, này cỏ lá rừng ta, cỏ lá rừng Thái, cỏ đậu phộng, cỏ xiêm chi, cỏ nhung nhật, tụi em đều cung cấp đầy đủ cho mình luôn. Đó. Vô bao phải giọng kình vậy nha. Thì đó, ngoài cung cấp những cái mặt hàng cỏ thảm này ra, bên em còn cung cấp thêm các mặt hàng như cây công trình lớn, công trình nhỏ, công trình có hoa. Thì đó, công trình lớn như là Osaka vàng, Osaka đỏ, phượng vĩ, giáng hương và lim sẹt. Thì Phúc ơi, Phúc cho thân biết là cây công trình có hoa là gồm có những cây gì nè? Dạ, cây công trình hoa ở bên phía mình đó, thì ví dụ như là cây hoa hồng nè chị, rất là nhiều loại luôn, hoa hồng lửa, hoa hồng vàng, rồi hoa hồng nhung nữa chị ơi, em rất là thích những màu của hoa hồng. Rồi còn có tường vi đấy, rồi còn có hay da nữa, rồi còn cái gì nữa chị? Dạ, thì còn có những cái cây trang trí nội thất giống như là cây hồng lộc nè, cây phú quý nè, cây tài lộc, cây giữ tiền đó, rất rất là nhiều. Thì quý anh chị ơi, trên cái kênh YouTube của chúng em có đăng tải rất là nhiều các loại cây, thì quý anh chị có thể lên trên đó tham khảo và gọi ngay qua số hotline 0918 708 965 để được nhân viên bên chúng em tư vấn tận tình về những cái cây công trình hoặc cỏ thảm công trình các loại nha quý anh chị nha. Đó quý chị ơi, có thể thấy đây, quay lại cái màn hình nhỏ đây. Này, chuẩn bị cho em sẽ bứng thêm đây nha quý anh chị. Đó, đây để em im lặng để nghe quý anh chị nghe cái tiếng mà bứng cỏ nha. Quý chị có thể thấy nghe rất là hay, rất là vui tai luôn nha. Sột sột sột
cái cây mà chị đang cầm, cây rất là bén luôn, bứng cỏ rất là ok luôn đó quý chị. Đó. Thì đó quý anh chị ơi, thì shop hoa kiển Hùng Thi của chúng em trực thuộc công ty Hoa Kiển Ngân Cường, trực thuộc khu du lịch miệt vườn Happyland Hùng Thi, đã có kinh nghiệm buôn bán hoa kiển trên 15 năm, luôn lấy uy tín và chất lượng lên trên hàng đầu. Nên là quý anh chị cứ an tâm và tin tưởng chúng em và đặt hàng bên chúng em qua số hotline 0918 708 965. Mà chị ơi, tự nhiên ra cái khu vườn xanh mướt như thế này nè, tự nhiên có một bài hát muốn tặng khán giả quá, chị có chào đón em không? Có nha, thì giờ Phúc muốn hát cái bài gì nè? Em muốn hát đó bài là bài Em Đi Trên Cỏ Non đó chị. Chị bắt giọng giùm em đi. Ok, giờ chị bắt giọng cho Phúc nha. Ok. Em đi trên cỏ non mọc ấm đôi bờ đường đê, em che nghiêng nón lá chân rụng rè qua nhịp cầu tre. Đó quý anh chị ơi, thì những cái bài hát mà bạn Phúc mới vừa hát thì với những cái màu xanh của cỏ lá rừng Thái đây thì rất là tuyệt vời đúng không? Thì quý anh chị ơi, nhanh tay liên hệ ngay vào số hotline 0918 708 965 để sở hữu cho mình những cái mét cỏ này trong cái khuôn viên nhà mình hoặc là trong những cái sân vườn nhà mình nha quý anh chị nha. Ủa thì... mà chị ơi, em muốn hỏi một cái nè, ví dụ giống như á, người ta muốn mua cỏ bên Hùng Thi mình thì làm cách nào bây giờ? Thì đơn giản nè, có thể liên hệ qua số hotline của chúng mình là 0918 708 965. Ok quý anh chị, thì rất cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi trong suốt đoạn clip qua. Hứa hẹn sẽ có những đoạn clip hay hơn và tuyệt vời hơn về những giống cây của Hoa Kiển Hùng Thi. Lời cuối, Hoa Kiển Hùng Thi kính chúc quý anh chị sẽ có một buổi chiều thật là vui vẻ, năng lượng và thành công. Hoa Kiển Hùng Thi Vlog xin kính chào và hẹn gặp lại.